Các bạn nào muốn có thật là nhiều con Huy để sở hữu cho mình những bộ skin VIP, hãy gia nhập vào ngay shop toplowkey.com. Khi mà chúng ta tạo tài khoản mới vào trong đây sẽ nhận quà con Huy lên tới 419 con Huy, hoàn toàn free luôn các bạn nhé. Và có rất là nhiều danh mục trò chơi để chúng ta nhận được phần thưởng cực kỳ hấp dẫn này. Đường link của shop thì mình sẽ để phía bên dưới để chúng ta vào vui chơi và nhận rất là nhiều phần thưởng cực kỳ ngon và cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhá. Chúc tất cả bạn có một ngày mới thật là vui vẻ này và tràn đầy sức khỏe bạn nhá. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn cách chúng ta chơi một số sự kiện. Ngày hôm qua thì có rất là nhiều bạn hỏi là: anh ơi, trong sự kiện thổi nến chúng ta dinh quái thì chúng ta mời các cái nick chiến thần là nick kiểu gì? Thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn trong video này luôn, kèm theo cách để chúng ta có thật là nhiều điểm một cách nhanh nhất luôn các bạn nhá. Đó, nhiều điểm để chúng ta đổi quà, ok chưa? Kèm theo thì ngày hôm nay chúng ta cũng mới ra mắt một sự kiện, đó chính là chúng ta tạo botter này, nhận skin blocker hoàn toàn free luôn các bạn nhá. Ok, đó là skin của vị tướng quy. Và các bạn đang xem đừng quên là like, đăng ký kênh và chưa hộ cho mình. Hôm nay thì mình quay trên một nick khác ấy, tại vì nick kia của mình thì mình lỡ tạo hội và full thành viên ở trong đó mất rồi, nên là qua nick này thì chưa tạo hội làm cho bạn chúng ta xem, ok chưa? Rồi, và nói chung là đây, mình sẽ truy cập vào sự kiện. Chúng ta đến với sự kiện thổi nến trước nhỉ. À thôi, chúng ta đến với sự kiện tạo botter trước đi, tại vì sự kiện này khá là dễ. Chúng ta đi qua sự kiện này trước nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấn vào phần bắt đầu ngay này. Sau khi mà các bạn vào trong đây nhá, đầu tiên chúng ta phải chọn một tướng trước. Đó, đây, chúng ta nhấn chọn tướng này. Ở đây thì có khá là nhiều vị tướng và mình thích vị tướng Lavi, nên là chúng ta sẽ chọn hình ảnh của Lavi vào trong đây bạn nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn nền này. Đây, các bạn thích nền gì thì chúng ta chọn nền đó vào. Hiện tại thì mấy cái nền khóa này ấy, nếu mà các bạn chúng ta muốn mở mấy cái nền khóa này hoặc là ốp này, ốp thì chúng ta cũng có ốp, nó khóa lại các bạn nhá. Thì bạn sẽ mở ở trong phần này. Đây. Đó, chúng ta có rất là nhiều nhiệm vụ này. Khi chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ nhận được các cái phần tài nguyên hoàn toàn miễn phí. Đây, ví dụ như là mình vừa mới nhận được một giao diện mới này. Ok, chúng ta nhấn vào phần nền nhá. Đây, mình vừa mới nhận được một nền màu tím luôn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta chọn ôm này, chọn emote này. Đây, mình chọn của Zata nhá. Ok, chúng ta chọn của Zata đi. Tiếp theo này, chúng ta chọn sang phần chữ. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều luôn, như là SOS này, cố lên nào này, hay lắm được đấy các kiểu. Nhưng mà từ phần hay lắm trở đi thì chúng ta lại khóa mất rồi. Thôi mình chọn cố lên nào các bạn nhá. Chúng ta có thể di chuyển này. Đây, di chuyển các hình icon các kiểu các bạn nhá. Rồi chúng ta chọn vào phần xong này. Và sau khi mà các bạn đã xong rồi thì các bạn sẽ chờ đếm ngược này, 7 ngày nữa thì bạn sẽ nhận được trang phục sinh nhật hoàn toàn miễn phí luôn các bạn nhá. Trang phục của vị tướng quy. Ok chưa? Đó, blogger ẩm thực. Rồi, thì nói chung là nếu mà các bạn không thích thì bạn có thể nhấn vào tạo lại. Còn nếu không thì bạn cứ chờ thôi. Chờ đến ngày 30 tháng 10 thì chúng ta sẽ nhận được skin của vị tướng quy hoàn toàn free luôn các bạn nhá. Rồi, và tiếp theo thì chúng ta đến với sự kiện gọi là thổi nến. Sự kiện nhận skin của vị tướng quy cũng khá là dễ như thế thôi. Tiếp theo đến sự kiện thổi nến này. Đầu tiên thì khi mà các bạn vào trong đây thì chúng ta... Đây, mình... cứ tạo hội trước các bạn nhá. Đây, chúng ta tạo hội trước này. Ở đây thì mình đang có 750 điểm rồi. Và đây là cái hội của mình. Đó, đây là cái hội của mình các bạn nhá. Hãy tạo hội mới để chúng ta nhận phần thưởng. Thì đây là cái hội mới của mình. Khi nãy nó bị lag ấy, có các cái thành viên của mình ấy tưởng là nó bị lỗi cơ. Đây là cái hội mới của mình rồi các bạn nhá. Ok, và nhiều bạn hỏi là chiến thần là kiểu gì các kiểu. Ở đây thì mình đang có 750 điểm này các bạn. Đó, thì trước tiên nhá, mỗi ngày các bạn vào sự kiện này ấy, các bạn sẽ quay cái phần quay này trước đã bạn nhá. Đây, chúng ta quay phần quay này này. Đó, ở đây mình được 150 điểm thân vật này. Tiếp theo thì mình ở đây đang có 4 lượt quay thì chúng ta sẽ quay luôn các bạn nhá, để xem chúng ta có trúng skin hay là trúng nhiều điểm không. Mình trúng được 200 điểm này. Đó, các bạn nhớ là chúng ta cứ mời thật là nhiều người vào trong cái gì nhỉ, trong cái tổ đội của các bạn, trong cái hội của các bạn ấy, là chúng ta sẽ nhận được full vé nhá. Nhiều bạn tại vì trong cái hội của chúng ta ấy, chúng ta phải cần tới 2 người chiến thần thì mới được. Nhiều bạn thì không biết là nick chiến thần kiểu gì thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn luôn. Đây, quay xong nhá. Đó, chúng ta đồng ý xong này. Tại vì trong mỗi hội ấy thì chúng ta chỉ có 3 người nghiệp dư thôi, 3 thành viên nghiệp dư được các bạn nhá. Còn hai vị trí này chúng ta phải dành cho chiến thần thì các bạn mới nhận được full phần quà. Ok, và nhiều bạn hỏi là nick
chiến thần là kiểu gì, mới nick chiến thần kiểu gì, thì đầu tiên nhá, các bạn phải sao chép cái mã mời của tất cả các bạn trước rồi. Và sau khi mà đã sao chép xong rồi nhá, đây mình sẽ qua một cái nick khác. Tiếp theo thì mình có qua một nick khác xong rồi. Thì nick này nhá, offline cũng khá là lâu. Và những nick offline lâu ấy, khoảng 30 ngày trở lên nhá, các bạn vào trong sự kiện thổi nến mừng sinh nhật này, các bạn sẽ nhận được thêm, đó chính là 900 điểm thân mật, hoàn toàn miễn phí luôn. Chứ nghĩa là chưa làm gì, chúng ta cũng có 900 điểm luôn đấy. Đó các bạn sẽ nhận luôn này. Đó bạn thấy không, những cái nick offline lâu vào những cái sự kiện có bên Liên Quân thì người ta rất là ưu đãi các bạn luôn. Tiếp theo nhá, chúng ta chỉ gặp vào sự kiện lập hội thổi nến luôn này. Ok, ở đây thì chúng ta cứ quay một lượt free hàng ngày trước đã bạn nhá. Ôi, vé quay hiện tại mình có 10 vé quay luôn này các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Nghĩa là mình đây, mình chưa làm gì hết các bạn nhá. Đó, nick này là một nick hoàn toàn mới vào mà bên Liên Quân cho hẳn 10 lượt quay luôn. Thế mới chất lượng chứ các bạn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ gia nhập hội nha các bạn nhá. Gia nhập hội khi nãy ấy, khi nãy mà mình vừa mới copy ở bên hội chính của chúng ta nhá. Đây mình sẽ copy sang này. Đó, chúng ta từ mình xóa cái này để lấy cái mã mời nhá. Rồi, chúng ta nhấn đồng ý này. Chúng ta tham gia luôn các bạn nhá. Chúc mừng bạn đã được tham gia vào hội. Và đây chính là nick chiến thần các bạn nhá. Các bạn thấy không? Đó, nick này là nick chiến thần rồi này các bạn ơi. Ok. Và đó, tôi đây này các bạn thấy là chiến thần đúng không? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ qua bên nick chính các bạn nhá. Những nick offline lâu ấy thì bên Liên Quân sẽ cho là nick đó là nick chiến thần. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ qua lại bên nick chính để xem chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu điểm từ cái nick chiến thần này các bạn nhá. Các bạn nhớ nhá, là lần đầu chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều. À, vậy là ở đây mình nhận được 300 điểm chiến thần này các bạn. 300 điểm chiến thần. Và các bạn nhớ nhá, là lần đầu ấy, lần đầu những nick chiến thần vào hội thì chúng ta sẽ được nhiều điểm, còn những lần sau thì chúng ta sẽ chỉ được 120 điểm mà thôi. Các bạn nhớ giúp cho mình nhá. Ok, nghĩa là nếu mà ngày mai mình cho vào ấy thì mình chỉ được 120 điểm từ nick chiến thần này mà thôi. Đó, nên là những bạn nếu mà muốn có nick chiến thần vào thì phải kiếm những cái nick mà offline khoảng trên 30 ngày trở lên, các bạn mời vào mới là nick chiến thần các bạn nhá. Ok, đó là cách để cho tất cả bạn chơi. Và nếu mà chúng ta muốn nhiều điểm thì không còn cách nào khác ngoài chúng ta phải vào, chúng ta sẽ mời những cái nick chiến thần vào trong đây thôi bạn nhá. Ok. Rồi, ở đây thì mình quay mình trúng rất là nhiều điểm thân mật luôn luôn này các bạn. Đó, rất là nhiều điểm luôn. Mình sẽ quay tiếp các bạn nhá. Nick nói chung là nick chiến thần vào trong game thì có rất là nhiều ưu đãi luôn nhỉ. Có là nhiều ưu đãi cực kỳ tuyệt vời. Chưa gì nick này đã có 1150 điểm rồi các bạn. Quá là chất lượng luôn đấy. Mình thấy là ok, quá là nhiều điểm luôn. Để mình truy cập ra bằng Google xem không biết là có truy cập được không nhá. À, Google thì nó sẽ bắt đăng nhập chúng ta mới vào sự kiện được. Ok, và đó là cách để cho tất cả bạn chúng ta chơi sự kiện lập hội thổi nến một cách rất là nhanh nhất, mới nick chiến thần các kiểu này. Ok chưa, rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn đúng không? Rồi, và video của mình chắc có lẽ cũng kết thúc tại đây thôi. Và các bạn đang xem thì đừng quên là like, đăng ký kênh và trợ hộ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nói chung là khi đâu mà có những thông tin về sự kiện mới các kiểu thì mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn nhá. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhá.